Xin chào các chị em, chào mừng các chị em đã quay trở lại với livestream của DK Airbnb nhé. Thì hôm nay chúng mình cùng tiếp tục livestream gặp một chị khách rất là xinh đẹp, và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ hair shop tại DK. Thì em chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi là chị tên là gì vậy ạ? Chị tên là Huyền. À vâng, chị Huyền ơi, thì trước đây là mình đã từng xóa sổ lông mày tại bên em đúng không ạ? Và hôm nay là mình đã làm lại lông mày. Thì chị ơi, chị cho em hỏi một chút là cái quá trình mình làm sao, cơ duyên của mình, cơ duyên nào mà biết đến DK và tình trạng lông mày của mình trước đây gặp phải gì mà chị đã đến DK để sửa lại với chị? Chị đã được một người bạn giới thiệu tới đây làm. Trước đây thì lông mày của chị là bị trổ đỏ và khuôn lông mày nó bị nhỏ, nó không được hợp với khuôn mặt. Thì đối với những lông mày bị trổ đỏ như của chị Huyền ấy, thì với laser của DK thì chuyên gia sẽ khử đỏ cho chị Huyền trước, xong sau đó là mình sẽ hút bỏ toàn bộ cái gốc mọc ở bên dưới đi, rồi sau đó mình sẽ thực hiện ca hair shop như này. Như mọi người có thể thấy, với cái công nghệ hair shop cùng với cái laser Picomax tại DK ấy, thì lông mày của chị Huyền sau khi xóa sửa tại DK rất là đẹp và không hề, gần như là không có cảm thấy được là cái dấu hiệu xóa sửa. Với công nghệ hair shop này là công nghệ siêu phù hợp dành cho những ai mà đã qua xóa sửa các bạn nhé, bởi vì là những cái làn da mà đã làm từng làm rồi qua xóa sửa thì thường rất là chai lì. Tuy nhiên thì công nghệ hair shop này nó sẽ mình sẽ đi sợi bằng máy nắp kim nano, chính vì thế mà cái sợi mày sau khi bong ra thì nó vẫn rất là nét và nó siêu phù hợp với những làn da dầu nữa. Như mọi người có thể thấy, cái hiệu ứng 3D của cái công nghệ hair shop này rất là rõ nét. Thì chị Huyền ơi, chị cho em hỏi một chút là trong cái quá trình chị mà sử dụng cái laser tại DK cũng như là trong quá trình làm ấy, thì mình có cái cảm nhận gì về dịch vụ của DK, ví dụ như là có đau rát quá hay là có cảm thấy khó chịu gì không ạ? Trong khi quá trình chị xóa sửa, chị cũng không có cảm giác bị đau rát. Chị cũng không nghĩ là cái khúc mực đỏ của mình là xóa được. Vâng, thì mình hoàn toàn hài lòng với dịch vụ tại bên em chứ đúng không ạ? Dạ vâng, thì như mọi người có thể thấy đây, đối với laser Picomax tại DK thì sẽ xóa an toàn tuyệt đối. Sau khi xóa thì da, lông và nói chung là mọi thứ của chị đều rất là bình thường, không hề có hiện tượng như là bỏng này, bong chóc hay là bị cháy trụi lông như đối với những công nghệ laser khác. Chính vì thế mà sau khi xóa xong thì kể cả ở cái lần cuối xóa thì mình có thể làm mới được luôn mà không cần phải đợi sang hôm khác các bạn nhé. Nhưng mà người thấy đây, chị xóa sửa nhưng cái nền da của chị nó vẫn rất là khỏe mạnh bình thường. Và đặc biệt cái điều đấy đó là cái tiền đề rất là quan trọng để cho mình có thể làm được một bộ lông mày đẹp với ưng ý. Dạ vâng, em cảm ơn chị Huyền nhé. Em chúc chị Huyền sẽ luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống ạ. Mình xin phép được dừng lại livestream tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo nhé. Xin chào.